Hello cả nhà hello, welcome back Nhân Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Chia sẻ chiều nay, chia sẻ cây chùm ruột nha. Thì somehow nó đậu trái rất là dễ thương. Thì là năm nay chắc là đậu có thể nhiều á. Thì cái cây này nó năm rồi cũng có, năm nay cũng có. Mà mình thấy lạ nha, cái cây này nó con riệp sáp trắng này nó hay thích cây này. Cái trắng trắng này thì mình nó đeo, nó hút nhựa nhưng mà cây vẫn có trái, không sao hết. Cái tỷ lệ nó đeo rất là nhỏ nhưng mà không sao. Đây là sắp có nhiều nữa nè. Thì năm nào nó cũng có hoa bông nhiều vậy luôn. Thì năm nay bắt đầu đậu khá nhiều, giống như cây em thấy là kinh nghiệm mình thấy là mỗi năm nó có nhiều rồi năm nó có ít lại. Tôi thấy mấy con rầy nó hay đeo nè. Đây cây chùm ruột này trồng ở Dallas Fort Worth nha quý vị, ở Arlington nha. Thì thật sự thì nói cây chùm ruột thì nó rất là vui rồi, ai cũng thích chùm ruột hết. Để em quay sơ cái clip để chia sẻ với bà con cộng đồng rồi. Cây này nó chua chứ không phải cây ngọt, chua tàn canh luôn đó. Ăn là chảy nước miếng á. Nhưng mà không sao đâu, chua thì chua, có muối ớt Tây Ninh trị nó thì ok rồi. Vậy thấy nó thương không? Đúng ra cái cây này nó phải từ trên xuống dưới chứ. Trái á, ý em nói bông quá nhiều. Thì hy vọng là nó ra thêm hết đợt này, ra thêm một đợt nữa. Chùm ruột thì có thể kịp á. Thì bên cạnh thì cây này nó phải nằm trong cái chậu rất là khiêm tốn như vậy, nó rách nát hết rồi, chưa có thời gian để thay nữa. Để chậu kế bên là cái chậu để em thay đây. Em vừa quay mà thấy mấy con riệp trắng đây, mình sẵn rồi mình bắt nó luôn. Thật sự nó không có nhiều nhưng mà nó làm mình khó chịu không. Như ở đây là nó đeo vô đây thì nó làm cho cái bông mình nó mất đi rồi nó rụng. Thật sự nó cũng không có khó trị, mình không muốn xịt vào cái nước xà bông vô đây để nó rụng bông mình. Chịu khó mình bắt bằng tay. Ok, cái clip ngắn em chia sẻ cái chùm ruột của em đây. Chiều về đi làm về để kiếm chùm ruột. Rồi lạ nó có bó hoa tới gốc luôn nha, chùm ruột nó vậy. Ví dụ như gốc lên đậu ba trái nè, sát nè, thấy không? Bà con thấy không? Như nè, đó, đậu ba trái. Đó, lên qua mé này. Cái cây thì cũng khá bự rồi. Mà nó có xung quanh gốc luôn. Vui lắm. Ok, cái clip cây chùm ruột của em xin em xin tổng chào nha. Mai mốt nó lớn chút rồi em mang muối ớt cho bà con xem.